mất một con rồi. Tí nữa cá nó lồi trong hồ. Anh đi cà phê nha Thanh nhá. Ờ. Em uống đi. Em uống rồi. Đây ra. Kéo cái này ra. Ừ, kéo cái này ra xong rồi. Tập cầu còn mét rưỡi à, mét 6 này. Vừa luộc xong. Cái cà phê chảy ra xin sao. Đó. Đấy, thì đấy bạn nước ra không bạn để ý cái kia. Xem nào câu cá đâu. Đâu? Cá đâu? Đấy đấy. Chú chương đấy thì anh thông tin rồi. Chỗ này nóng gần. Nhíu vào nhau. Ok, nhá. Ừ. Rồi rồi. Bắt đầu nạp phim nữa. Rồi ok, em. À, Tuấn bằng tuổi anh chưa? Hả? Ừ, Tuấn bằng tuổi nhau. Kém anh rồi. Đây là mô của hai thằng rồi chủ trương tí nữa còn như thế nào thì mình gặp còn trên tinh thần là tí nữa thiếu thì em gọi cái đấy không yeah. Anh ấy rồi anh ấy, uống để từ từ tí nữa cần chú ý nếu mà câu giật được cá phải quay phim chưa thấy cần đặt giật đấy bán phim bán cá vợ tôi với này thì phòng chơi nhau à. Đấy này. Mẹ làm sao ông đụng được đấy, mẹ kể. Bọn tôi nó là mẹ tầm vĩ mô. Kể chuyện tán ông gái. Ông sao ông biết tôi được này toàn vào cao điểm. Chuyện tán gái ngày xưa. Cùng một sân mà được gặp nhau. Anh ngồi đây, ngồi đây. Không, em ngồi đây anh ấy đặt. Đấy, anh ngồi đây. Cậu ngồi đây. Đấy, anh ngồi đấy mà cốc nào của tôi, cốc nào của ông nhỉ? Đấy, của ông ấy. Đấy, của tôi ạ. À? Đây là chưa ạ? Con này là vẫn còn chí nó nổi phao. Lấy cái khác đi anh. Không biết được đây là cái thằng này. Hay để anh gửi cho em để em xem. Đang chơi tí. Có những loại kiểu nữ máu. Thắng ơi cầm còn hai lon bia còn nốt sang đi. Tưởng là xong là mình ngã. Trước tôi không phải quay đâu. Anh về giúp em với. Hay uống nước nào. Đấy chưa? Đây đây ạ. Đây em ngắm là nhớ to. Con này to này. Con này to này. Ôi giời. To bé nó thế mà. Không, nó kéo khỏe kia mà. Mình tưởng không có thuyền, nhưng có thuyền thì vô tư. Có thuyền bên kia mà. Vâng. Có thuyền kệ nó, cứ để nó kéo đi cho mệt nó. Chốc bắt bình thường. Còn nếu mà nó đã toan rồi thì thôi, cũng như là của anh qua đấy, vừa ra đấy thì... Đấy, đây, đây, tôm toàn lạc còn. Tôm toàn lạc còn. Còn nào trong nhà anh nhờ. Thực sự là vào câu ở trong này em câu hơn 4 năm luôn rồi tôm nhưng mà em nhìn thấy anh ném ra ngoài. Con này còn nhỏ hôm nọ câu ở đây là con 2 cân 3 cân một con. 2 cân 2 cân trước một ngày là chấp mèo đó. Cái đoạn hôm nọ em câu to lắm. Đấy là mấy con. Chúng ta xử là mấy con nó toàn có con cá chép to nhất thì anh lấy con cá chép. Ali là rất dày quá. Đó là con to nhất mà anh. Cái gì? Bán 5 cân. Không.
nhất là anh em mình phải các bạn làm giám đốc anh không thích như gì khó lắm đấy, 20 cân đấy, ui trời, ui rồi. Cao gần bằng em là bao nhiêu cân? 20 cân anh ạ. Mẹ cắn luôn đi để anh đi tay quay. Cắn luôn đi. Anh quả, anh quả, anh quả, anh quả. Có quả lại cắp là không ra được. Đã phải cái con lấy kéo cần đấy à? Lấy kiểu gì? Hả? Dạ. Có phải cái con lấy nó kéo cần không? Cái con kéo cần đã lấy được lên chưa? À kéo. Mở kiểu gì nhỉ? À nó đẩy xuống này. Đấy. Ừ. À đây. Không cái con nó kéo phao ấy. Con kéo phao á? Ừ. Con kéo phao mất rồi. Nhưng lấy được phao mới lưỡi lên chưa? Có lấy được đâu. Hết nhờ anh nhờ. Lấy vợt, lấy vợt, lấy vợt. Anh ấy trong nó về bờ cái này thôi anh ơi. Kéo, kiểu ấy, kéo. Kéo mà phát lên trên đi, hát phát lên trên luôn đi. Đưa. Lấy vợt. Nó là nhảy ra như thế là không mất được. Chỉ có đeo là sửa qua cho bây giờ nha, canh ngồi chờ em làm con cá này cứ 10 phút. Và lên đĩa là nấu chua. Theo cách của em, ngon lắm. Tình rượu luôn. Nhưng mà hôm nay là ăn nhiều quá rồi. Tôi nói thật nhá. Thực sự nếu mà hôm nay bọn lắm anh ạ, tao này to lắm. Ui, to rồi. Ui, được rồi, lên bài. Hôm nay phải 4 cân đấy. Bốn. Ui giờ đại ca bây giờ mới đang sắm đồ nghề. Chết bây giờ đang sắm đồ nghề. Đâu anh. Cơ bản tôi lùi. Đồ gì ạ? Em toàn câu, em chỉ thích câu cá 50 cân thôi anh ạ. Tôi chưa quay lại đi lùi lại tí nữa. Lùi lại đi, lùi lại tí. Lùi lại, lùi lại tí nữa, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Làm sao bắt lùi lại thế. Đây. Tiếp quá con đấy, con này không như chúng cần đấy. Lấy đâu đâu, còn 3 cân. Không được. Hai ba cân thôi. Có làm luôn không anh ơi? Hai cân, khoảng 3 cân. Tưởng 50 cân. Gọi ra ngoài này. Đúng rồi. Đấy. Cả việc nó có phải là tự dưng đâu. Chú đáo thế. Ừ. Đúng không hả Thanh? Đúng. Hay là anh sang uống rượu nói nhàn. Không, anh nói đúng. Kết quả như này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cân nhắc kỹ về việc giảm học phí cho con nhà giáo. Tôi nói cho ông nghe toàn mạng vớ vẩn, nó phải chính thật. Viên.
út nó tiếp khách. Ừ, cho nó chém thoải mái. Đó, nó chém. Vợ em đi vắng nhưng mà đang chuẩn bị cưới con gái. Nó bé quá. Lại ôi giờ cầm mình mất mồi lâu rồi lại. Sang sang này sát gái cứ sát cá lắm còn sát gái nữa cơ. Nói gặp mấy cái cả là sát cá là không sát gái. Anh có thấy cái cần nó dài như này chứ? Chỉ có cần của em mới dài thế thôi chứ còn cần của ai dài thế được. Cái lúc mà mẹ bố khật thì bố có gọi bọn tôi đâu, lấy đâu ra cá. Bây giờ bắt đầu mới bắt cá này. Nay em bao nhiêu về, kể cả hôm nay em không bán cà phê thì hai thằng bạn anh lo cho em. Okay. Hai thằng mới lo được cơ à? Hai thằng mới lo được cơ à? Em mình nó khỏe. Em mình nó khỏe. Hai thằng mới lo được à? Không phải. Hay nhầm nhá. Tao nói thật thì chúng mày này nghĩ với em. Nhầm nhọt sang trồng trọt đó. Ngồi như đi câu thế này. Vui vẻ, đầm ấm, sướng. Mà kể cả hôm